Thưa quý vị, trong các ngày 28-29 tháng 10 năm 2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 49 với sự chủ trì của chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú. Tại kỳ họp này, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Đắk Lắk, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Cùng đó các tổ chức đảng này thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện một số gói thầu dự án do công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thực hiện. Một số cán bộ đảng viên trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Theo Ủy ban kiểm tra Trung ương, những vi phạm vừa nêu đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn tiền tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật. Về trách nhiệm cá nhân, Ủy ban kiểm tra Trung ương cho rằng những vi phạm khuyết điểm vừa nêu thuộc về các ông ông nguyễn xuân ký nguyên ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh ông cao tường huy phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh ông vũ văn khánh nguyên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở giao thông vận tải nguyên bí thư đảng ủy giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ông Phạm Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh. Ông Cao Ngọc Phúc, bí thư chi bộ, phó ban phụ trách ban điều hành dự án nhóm A và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Từ đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Thanh Bình và Cao Ngọc Phúc cảnh cáo ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng ủy ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Cao Tường Huy. Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng kỷ luật khiển trách Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Vũ Văn Khánh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Nguyễn Xuân Ký. Với tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, giai đoạn 2019-2020, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, cùng đó thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột. Trong thực hiện một số dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió, một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ủy ban kiểm tra Trung ương đánh giá những vi phạm vừa nêu đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn tiền tài sản của nhà nước lãng phí nguồn lực xã hội, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật. Ủy ban kiểm tra Trung ương xác định trách nhiệm cá nhân đối với những vi phạm khuyết điểm thuộc về các ông, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ngoài ra, trách nhiệm còn thuộc về các ông, ông Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ông Lâm Tứ Toàn, nguyên tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Lắk, ông Bùi Thanh Lam, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Phạm Văn Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn. Ông Bùi Văn Từ, trưởng ban quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ ra khỏi đảng các ông Phạm Văn Hạ, Bùi Văn Từ, cảnh cáo ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021. Đảng ủy, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, các nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kỷ luật khiển trách đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng ủy các Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Sở Xây dựng các nhiệm kỳ 2015-2020-2020-2025 và các ông Phạm Ngọc Nghị, Nguyễn Tuấn Hà, Lâm Tứ Toàn, Bùi Thanh Lam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắc nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Bùi Văn Cường. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắc lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra, kiểm điểm xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp ủy ban kiểm tra trung ương cũng xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại đảng bộ các tỉnh hà nam và thái bình theo đó ủy ban kiểm tra trung ương cho rằng ông nguyễn xuân đông nguyên phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy chế làm việc trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một số dự án đầu tư trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật. Ông Nguyễn Viết Hiển là tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 của tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm điêu gương ghi hậu quả nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông nguyễn xuân đông ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông nguyễn viết hiển cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên thường trực Tỉnh ủy Bình Phước tiếp tục phát huy ưu điểm, kiểm điểm nghiêm túc, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ quản lý, sử dụng đất tại các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước và kê khai tài sản thu nhập. Ban thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục phát huy ưu điểm, kiểm điểm nghiêm túc, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ trong quản lý sử dụng đất, tài chính, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư và kê khai tài sản, thu nhập. Những thông tin liên quan và tin tức mới nhất sẽ tiếp tục được cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và trên các kênh YouTube, TikTok và Zalo video báo thanh niên.